Ok, Shop Huy Tuấn em xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Chào toàn thể các bác, chào toàn thể anh em. Thì hôm nay rất là vui lại được quay trở lại gặp tất cả anh em trong một đoạn video clip ngắn này để giới thiệu cho tất cả anh em những cái mẫu súng đang có bán ở tại bên Shop Huy Tuấn nha anh em nhé. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, cây củi này em sẽ để mã ở tiêu đề các bác nhé. Anh em xem video để ý mã tiêu đề nhé. Thích cây này thì chụp ảnh lại màn hình hoặc là gửi qua Zalo cho em. Đấy, một cây như thế này là một cây Condo Z các bác nhé. Condo Z dài hạ ngắm, cấu hình là cũng gọi là cấu hình khá các bác nhé. Bao chuẩn chỉ cho anh em chơi ở khoảng cách là 80 đến 90 mét là anh em bắn cò. Còn anh em bắn những con chim nhỏ thì 6 70 mét là ok, là thoải mái các bác nhé. Đó, anh em xem video yêu quý Shop Huy Tuấn thì đừng quên là đăng ký kênh. Đừng quên là đăng ký kênh ở góc phải màn hình nhé các bác nhé. Ở góc phải màn hình có nút đăng ký kênh và đừng quên ấn một nút chuông và like để không bỏ lỡ những video mới nhất của bên em nhé. Thì bên em thì có 3 số điện thoại đây các bác nhé. Bên em thì có 3 số điện thoại đây. Anh em có nhu cầu đặt hàng, mua hàng hoặc là tư vấn về sản phẩm ấy thì liên hệ trực tiếp một trong 3 số điện thoại này nhé các bác nhé. Bất kỳ một trong 3 số điện thoại này đều em cầm máy để trực tiếp tư vấn cho anh em. Anh em có cái túi tiền tầm bao nhiêu thì em sẽ lên cho anh em một cấu hình nó phù hợp với túi tiền anh em chơi. Anh em mà ngại qua điện thoại thì kết bạn Zalo với em bằng 2 số màu đỏ nhé. Cái số màu xanh bên dưới thì hiện tại Zalo đang bị khóa. Anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin thoải mái, em để chế độ công khai nhé. Vào 2 số màu đỏ nhé các bác nhé. Bên em là ship COD và gửi xe trên toàn quốc. Hiện tại ở trong phía Nam, trong phía miền Tây, tình hình diễn biến dịch nó đang hơi là phức tạp nên đâm ra là em chưa gửi được xe vào trong đó. Thì hiện tại ở những trong đó mà có ở cái huyện nào hoặc là cái tỉnh nào đó mà diễn biến dịch nó chưa căng thì em vẫn gửi COD được. Còn bên nào mà diễn biến dịch nó căng thẳng rồi, nó phức tạp rồi thì anh em có xem được video mà có thích ý, thì cứ xem tham khảo. Đấy, để khi nào nó hết dịch thì anh em đặt hàng. Có nhu cầu đặt hàng liên hệ Shop Huy Tuấn thì em lại gửi hàng bình thường nhé. Hiện tại bên trong phía Nam là đang cái phương thức gửi hàng đang ngưng nhé các bác nhé. Còn ở phía Bắc, phía Trung thì em vẫn gửi hàng bình thường nhé. Các tỉnh Tây Nguyên vẫn gửi hàng bình thường. Anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp một trong 3 số điện thoại trên nhé. Em sẽ vào phần chi tiết sản phẩm luôn và xin được báo giá công khai cho anh em cái cây củi này đang có giá bán tại bên shop là bao nhiêu để anh em cân đối được tài chính nhé. Một cây Condo Z hạ ngắm thẳng dài như thế này thì đang có giá bán tại bên shop là giá 6.700.000 đồng các bác nhé. 6.700.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi, chưa bao gồm chân trống nha anh em nhé, chưa bao gồm chân trống. Với một cấu hình như này thì em thấy cái giá của nó thì nó cũng rất chi là hợp lý thôi, nó cũng không phải là quá cao mà nó cũng không phải là quá thấp, nó ở cái mức tiền mà nó phù hợp với cấu hình như này nha các bác nhé. Thì cấu hình này em đang sử dụng là kính BSA các bác nhé, kính BSA TMD tâm số tâm 2 dãy số các bác nhé, chống rung chống giật và chống nhảy tâm, thân kính là thân kính 30, con này là có đèn hồng tâm các bác nhé. Có đèn hồng tâm xanh đỏ anh em chơi được cả buổi tối ban đêm nhé các bác nhé. Đó, chống rung chống giật và chống nhảy tâm, thân kính của nó là thân kính 30 cho anh em cái tầm nhìn quan sát mồi cực kỳ là rộng rãi. Có ống chống lóa đảm bảo cho anh em khi đi chơi trời nắng xoáy ống chống lóa vào nó sẽ không bị lóa kính nhé các bác nhé. Con kính này thì là BSA này thì thương hiệu trên thương trường rồi các bác nhé. Đấy, con này là con trâu đen rồi, chơi cực kỳ ổn định luôn. Bộ hơi ở đây thì em đang sử dụng là bình nhôm 0.35 các bác nhé, bình nhôm 0.35 lít bằng. Đấy, sơn phủ áo lót cả trong lẫn ngoài, chịu áp an toàn cho anh em là 250 cân quay về nhé. Van là van Z Superwell, hộp to hộp đỏ bản công ty, hàng này chuẩn hãng hàng công ty các bác nhé. Van này điều áp tốt, hồi áp thì cực kỳ là nhanh luôn, chơi cực kỳ ổn định nhé các bác nhé. Giảm âm ở đây em đang sử dụng là giảm âm Sumo các bác nhé, giảm âm Sumo hoặc giảm âm bút leo, còn giảm nào em lắp cho anh em giảm đó. Giảm âm Sumo này thì nó có một cúc định tâm liền khối anh em nhé, tầm khoảng như này nó âm vào trong khung, đảm bảo cho anh em khi giáp lên cái độ đồng tông đồng trục của nó là chuẩn chỉ nhé các bác nhé. Tay cầm ở đây em đang sử dụng là tay cầm gỗ muôn đuôi công hai mảnh, vân là vân tự nhiên. Đấy, tay cầm này là chống mối mọt, anh em dùng đôi 35 cũng không sợ bị mối mọt nha các bác nhá. Càng dùng tay nó càng bóng, nó sẽ càng đẹp lên. Co là có ba mảnh vò ma, rùa bọc đồng, tay kéo của nó thì tay kéo inox nha các bác nhá. Đó, tay kéo này có nghĩa là sử dụng cho anh em là cả bên trái lẫn bên phải đều được anh em nhá. Tay kéo là ưu điểm của nó là sử dụng cả bên trái lẫn bên phải luôn, đều là có tay kéo luôn. Đấy, anh em nào mà thuận bên phải thì anh em lắp bên phải bên này nhá, anh em là thuận bên trái thì anh em có thể quay lại cái đầu bên này sang bên này, lắp bên này đều được nhá các bác nhá. Đó, đây là bác khách, bác cái đặt của em, bác yêu cầu là lấy cho bác cái khung Z mà có thể là lên được cả hai bên luôn. Đấy, cái khung này thì nó hơi đắt hơn cái khung bình thường một chút nhá các bác nhá, vì là nó tay kéo lên cả hai bên các bác ạ. Cành ở đây đang sử dụng là cành lô tha wire tem vàng các bác nhá, cành lô tha wire tem vàng nhập loại một chất thép CR45 12 khương tuyến. Thì ưu điểm vượt trội của cái dòng cành lêu thao Weiser CR45 này là chống bào mòn khương. Anh em chơi thời gian về lâu về dài nó sẽ không bào mòn khương tuyến của anh em, thì anh em không phải lên sai kẹo nhiều, nên là khi anh em bắn cái thời gian về lâu đường đạn nó luôn là chuẩn chỉ nha các bác nhé. Đó, khung ở đây em đang sử dụng là khung thẳng dài đấy các bác nhé. Như các bác nhìn trên video đây, có tăng chỉnh búa bên ngoài, có tăng chỉnh búa thuận tiện cho anh em là tăng chỉnh lực đập mạnh nhẹ, thích mạnh hơn anh em tăng chỉnh lên,
giảm mực lực mạnh cho anh em tăng chỉnh xuống, rất chi là tiện lợi nha các bác nhé. Đấy, anh em chơi một cây dài như thế này thì cái tầm bắn chính xác hiệu quả thì nó rất chi là cao, ở cái độ xa 80 km anh em vụt cò nhé. Anh em nào mà chơi lâu rồi, có kinh nghiệm bắn rồi có thể chơi được xa hơn. 6.700.000 đồng chưa bao gồm chân trống nhé các bác nhé. Đó, như anh em đã biết là bên em là chuyên cung cấp các dòng súng hơi lén khí như là PCB Condo, FX và Benjamin, giá tiền từ 4 triệu cho đến 16 triệu. Anh em có nhu cầu về mặt hàng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em nhé, một trong ba số điện thoại trên. Một video ngắn thì em xin kết thúc video ở đây nhé. Hẹn gặp tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Xem video đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.